Hello hello, xin chào các bạn. Chúng mình là Minh và Trang ở Ả Rập đây. Sau 2 tuần lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch, hai vợ chồng mình quyết định là xách vali lên để đi biển Yanbu chơi 2 ngày 1 đêm. Nhà mình thì ở cách Yanbu tầm 250 cây nên là chỉ cần đi xe mất khoảng 2 tiếng rưỡi là tới nơi. Thời tiết hôm nay thật là đẹp và thích hợp để khởi hành đi chơi luôn ý. Tới Yanbu cái là chúng mình đi xà ngay vào quán nướng Gaya. Vì đi đoàn đông nên mọi người gọi hẳn đĩa palis mix với tất cả các loại thịt bò gà nướng. Ai mà không ăn được thịt cừu chứ, nhà mình thì mê sườn cừu nướng lắm ý. Sáng hôm sau, hai vợ chồng mình cùng đoàn tới bến thuyền để đi boat trip ra đến cái đảo nhỏ. Gọi là cái đảo nhỏ thôi chứ mình thấy nó như là một khu nước nông ở giữa biển ấy. Nhưng đây chính là một trong những dấu ấn đặc biệt biến Yanbu từ một ngôi làng bình dân trở thành khu du lịch của dân Ả Rập trong vài năm gần đây. Vì đi từ sáng sớm nên mặt trời bình minh thật là đẹp mà không hề chói gắt, khiến cho quang cảnh xung quanh thật yên bình và êm ả. Nhìn thấy anh trai Ả Rập vẫy vẫy là biết tới nơi rồi đây này. Cập bến ngay, nhảy tùng xuống và tận hưởng thôi chứ còn chờ gì nữa đâu. Hi hi. Chơi chán chê mê mỏi trên đảo xong, chúng mình di chuyển đến khu công viên chơi, rồi lượn nhanh ra đảo Anoras cho kịp ngắm mặt trời lặn, bởi vì mặt trời lặn ở đây cực kỳ nhanh luôn ý. Đến tối, vợ chồng mình ra khu phố cổ của Yanbu để ăn tối và đi chợ đêm. Buổi tối ở đây thì đợt đèn sáng lung linh, không hề đông đúc nhưng vẫn nhộn nhịp, vui lắm luôn. Một bên là quầy bán đồ ăn uống, còn một bên thì sắp xếp bàn ghế để khách hàng có thể tiện ngồi thưởng thức. Phố cổ Ả Rập có khác, cách bài trí cũng vô cùng truyền thống kiểu Ả Rập luôn. Yanbu về đêm thì không hề nóng đâu nhá. Chắc là vì đây là quảng trường khá rộng nên gió cũng thoảng mát nhẹ nhẹ. Vợ chồng mình đi tiếp vào khu bán đồ lưu niệm. Không gian hẹp nhưng bên trong các gian hàng bài trí rất là đẹp. Con búp bê ở đây cũng đáng yêu không này. Ban đầu thì vợ chồng mình cũng không quen với cách bài trí đậm văn hóa Trung Đông như vậy đâu. Nhưng mà nhìn mãi thì chẳng những quen mà còn thấy nó hay, nó đẹp nữa cơ. Đi đâu ở Ả Rập người ta cũng sẽ thấy 3 bức tranh hoàng tộc vì người dân ở đây vô cùng sùng bái vua và thái tử. Đó, chỉ 2 ngày 1 đêm thôi nhưng mà hít hà đủ cả bầu trời văn hóa Trung Đông luôn. Cảm ơn các bạn đã đón xem, giờ thì bye bye!